Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ Tú xin chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú quý vị, thì hôm nay Đệ Tú đặt 50 cái máy phát giảng về để giao duyên cùng với bà con. Thì cái phần máy ngày hôm nay đó, Đệ Tú đặt về đó, thì hầu như là 40 cái là do đồng đạo ta ủng hộ rồi, thì còn 10 cái tức là Đệ Tú cũng sức cái tiền quỹ của người chị Mạnh Thường Quân ẩn danh để đáp vô, tức là mỗi một cái máy phát giảng như thế này đó là tương đối là 120.000, thì 50 cái thì 6 triệu, để Tú sức ra 1.200.000 là 10 cái là để chịu tiếp vô, còn cái phần 40 cái kia thì đồng đạo người ta đã đóng góp rồi ha. Để Tú quay qua 50 cái này cho cô bác mình coi hiểu gì. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là 50 cái máy phát giảng đây, 50 cái, mỗi một cái vậy là 120.000 ha. Thì đếm nha, 2 4 6 8, đây là 10 cái ha, 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50. Rồi thì 50 cái máy lấy về để giao duyên với cô bác mình. Còn đây là cục sạc nè. Đây là 50 cục sạc. Ủa vậy là ta không có đưa cái tức là cái phụ lục, tức là cái menu đó, chiếc này ta gói vô đây luôn, ta không để ngoài. Đây, chiếc này ta ép dẻo luôn nha. Ép dẻo nó không có bị xuống nước, nó không có bị nó không bị ướt, nó không bị gách. Rồi thì cái máy phát giảng đây, để mở lên cái test một cái cho cô bác mình coi nghe ha. Phật giáo Hòa Hảo chào thân ái và cầu xin ơn trên hộ trì chúc quý vị được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Sám Giả Quyển Nhất, tức khuyên người đời tu niệm. Đây là quyển thứ nhất mà Đức Thầy đã viết trong khoảng năm Kỷ Mão 1939. Rồi, xong thì cái phần 50 cái này, 50 cái máy này về giao duyên với mọi người. Thì hiện tại nghe đi, bà con người ta cũng nghe Đệ Tú đặt máy, người ta cũng đặt trước một số rồi. Thì chút ở đây Đệ Tú cũng sẽ đem đi vô chi tôn một số, còn một số thì bà con người ta lại ta thỉnh. Rồi thì quay một phần để báo cáo cho người chị, với một phần đó là cũng quay tiện lên chương trình cho máy. Tức là Đức Thầy cho biết là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng đó với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân nhìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu gọi tên danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thì Phổ Pháp là chương trình mà hầu như là tất cả đồng đạo chúng ta ai ai cũng theo lời dạy của Đức Thầy. Theo lời dạy của Đức Thầy là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu gọi thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đức Thầy cho biết là nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân ha, hầu làm cho trí đại tệ được minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt chùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh, như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Cho nên là chương trình Phổ Pháp là hết sức là nó quý. Tại vì Đức Phật cho biết là dục báo tham ăn ngã, thử trì kinh hộp tặng, cố hành đi hạ giả, dốc thâm phương truyền bá. Nghĩa là các ông muốn đền ơn ta ư, dạy giáo pháp của ta đó, ráng mà học đi, cố mà hành đi, quyết mà truyền đi, những sự cúng dường, những sự cúng dường tán thán Phật cũng không bằng đem giáo pháp ta mà truyền bá. Thì chương trình Phổ Pháp là chương trình đi lên hàng đầu ha. Tại vì tất cả các sự trên thế gian này nó đều hư hoại, nhưng duy có Phật Pháp là được truyền tồn vĩnh cửu, và Phật Pháp có thể giúp con người từ phàm phu trở nên thành Phật Thánh, từ cõi khổ đến cõi vui.
từ trang chỗ mà gọi là ưu phiền khổ não trở thành một chỗ gọi là nó an lạc tự tại. Thì cũng mong rằng chương trình Phổ Pháp sẽ được tiếp nối hoài. Thì một phần lớn là do người chị Mạnh Thường Quân ẩn danh đã giúp đỡ cho đệ tú, một phần nữa là do đồng đạo chúng ta cũng luôn đồng hành để ủng hộ sau lưng, để giúp đỡ cho chương trình làm việc phụng sự cho Phật Pháp. Cái thứ nhất là làm cho Trung Tâm Bảo, cái thứ gì là để phổ pháp giao duyên, cái thứ ba nữa là để hỗ trợ những người nghèo, người bệnh khó khăn. Giờ đây cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành, luôn ủng hộ cho đệ tú. Chương trình quay 50 cái máy giờ đây cũng đã xong ha. Cảm ơn mọi người đã coi chương trình. Đệ tú xin kính chào, hẹn gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.